hai con cọc tự nhiên, hai con cọc vàng, một con cọc thịt và một con cọc quýt. Người ngợm là rất là ổn, cẳng chân sau tương đối thẳng này, đấy là tốt. Cọc con hôm nay là có thể bắt được rồi. Thằng này là lúc bé là nó màu phớt đen, nói là lớn lên nó màu vàng, bây giờ là đã nhìn thấy màu vàng rồi đấy, nhìn cái màu chân đấy. Đây là con vàng. Móng đen và mũi đen. À, vác cái cân cân thử xem nào, mấy cân. Hai con đứng cùng với nhau. Hợp lý. Trong nhà ác lắm cơ mà. Bắt ra sân bình thường thì ra sân chơi, mà bắt ra sân thì lại muốn đòi chui vào trong nhà. Con này thì là cọc tịt, con màu vàng phớt đen này này. Con này là lớn lên là nó sẽ vàng rực nhé. Nếu mà có thì lớn lên là có thể cái mặt của nó có phớt đen thôi, còn người là nó sẽ vàng rực đấy. Nhìn màu con chó nó nhìn ở chân. Hai con này thì vừa cân xong là được 7 cân rưỡi 8 cân một con. Con này thì lưỡi gần như đốm hết này. Sáng cho ăn no quá, bây giờ 4 giờ chiều rồi bụng vẫn còn to này. Ăn như thế là nhiều quá. Con kia nó ăn no quá cho nên nó không ăn nữa. Con này thì lưỡi đốm ít hơn, đốm ít dưới. Đây là coi như là bọn này là coi như là với chúng nó là nhà mới này, mới ở nhà mới này. Thằng này là vàng rực, lớn lên là sẽ vàng cháy, kiểu như là mấy con vàng của nhà đây. Bé nó đã vàng và đã rực rồi. Thằng kia cũng sẽ vàng. Con này thì nuôi nó lớn nhanh. Con này thì coi như là bây giờ của nó là 2 tháng rưỡi, 8 cân, gần 2 tháng rưỡi. Cố gắng là để cho chúng nó lớn chậm rồi nhưng mà cũng không cố được. Nó ăn khỏe, thương cảm lắm, cho nên là thử để kệ cho nó lớn nhanh vậy. Thì mọi người chờ, nếu mà bắt về chờ đến khi chúng nó khoảng tầm 4-5 tháng thì lúc đấy là vào cái chương trình liên tai thì chúng nó là đẹp. Nhặt được cái miếng hạt. Cho nhặt mấy hạt chứ không mà chúng nó cứ anh hùng núp. Con này với là cái giải lưỡi này là khi nó lớn lên là có khả năng nó đổi là nó sẽ ra lưỡi thép đấy. Vì con chó nó lớn lên là cái màu sậm của cái lưỡi nó tăng lên, có khả năng nó sẽ ra con lưỡi thép. Xem nào. À, cái này đốm lưỡi, đốm thấy cái đốm ở giữa lưỡi rồi. Cái này thì lưỡi đốm ít hơn thằng kia. Bộ chân là tốt. Bộ chân của hai con này tốt. Quay mặt đây nè, quay sôi tí xem nào. Nha. Lớn lên nó được bằng nửa sôi là được nhé.